Xin chào các bạn học sinh lớp 4. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn kể về giấc mơ của em. Nội dung như sau. Trong một giấc mơ kỳ diệu, em thấy mình đang bay lơ lửng trên bầu trời như một chú chim nhỏ. Em bay qua những cánh đồng xanh bát ngát, ngắm nhìn những đám mây trắng như bông trôi lững lờ dưới mặt đất, những ngôi nhà nhỏ xinh, những con sông uốn lượn như những dải lụa mềm mại. Bất ngờ, em gặp một chú rồng vàng khổng lồ bay lên từ một ngọn núi. Chú rồng cười với em và mời em cưỡi lên lưng. Cùng chú rồng, em bay qua những ngọn núi cao, khám phá những vùng đất mới lạ, có cả những khu rừng thần tiên với cây cối biết nói chuyện. Khi giấc mơ kết thúc, em thấy mình trở về nhà an toàn với một trái tim tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Giấc mơ đó khiến em cảm thấy như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ thú và em không bao giờ quên được cảm giác tuyệt vời ấy. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh lớp 4 cách viết đoạn văn kể về giấc mơ của em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.